Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3 sách Chân Trời Sáng Tạo qua sách và bài tập. Nhiệt độ, đo nhiệt độ. Viết vào chỗ chấm. Dùng nhiệt kế để đo. Rồi, các em biết là dùng nhiệt kế để đo gì? À, đo nhiệt độ. Chúng ta dùng thước để đo chiều dài. Dùng cân để đo khối lượng và dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ. Đơn vị đo nhiệt độ là độ C. Chúng ta ký hiệu như thế này. Rồi các em quan sát nhiệt kế đang chỉ 20 độ C. Các em quan sát nhiệt kế. Vạch cao nhất của cột thủy ngân này nó ngang bằng với vạch 20 độ. Như vậy nhiệt kế đang chỉ 20 độ C. Tương tự, các em quan sát tranh và cho biết nhiệt độ ở ngoài sân là bao nhiêu độ C. Nhiệt độ trong một phòng học là bao nhiêu độ C. Nhiệt độ nước đóng băng là bao nhiêu độ C. Ở đây thầy giáo phóng to nhiệt kế ra cho các em dễ hình dung. Nhiệt độ ở ngoài sân là bao nhiêu độ C? Cái vạch trên cùng này nó cao ngang bằng với vạch nào? À, vạch tô đậm này là 30 độ này. Sau đó là các em đếm thêm 1. Cứ một vạch là 1 độ. 30, 31, 32, 33, 34. Như vậy nhiệt độ ở ngoài sân là 34 độ C. Tương tự nhiệt độ trong một phòng học là bao nhiêu độ C? Rồi ở đây các em quan sát nhiệt kế. Vạch cao nhất của cột thủy ngân nó ngang bằng với vạch 30 độ C. Như vậy nhiệt độ trong một phòng học là 30 độ C. Nhiệt độ nước đóng băng là bao nhiêu độ C? Rồi các em quan sát thấy vạch cao nhất của cột thủy ngân nó ngang bằng với vạch 0 độ C. Như vậy là nhiệt độ nước đóng băng là 0 độ C. Tiếp theo các em quan sát hình và điền số thích hợp vào chỗ chấm. Ở đây người ta làm mẫu cho các em. Nhiệt kế này chỉ nhiệt độ là bao nhiêu độ C? Rồi các em quan sát vạch thủy ngân nó cao ngang bằng với vạch bao nhiêu độ? Rồi đây là 20 độ này. Vạch giữa là 25 này. Các em đếm thêm 1, 26, 27, 28. Như vậy là 28 độ C. Rồi tương tự các em quan sát nhiệt kế thứ hai. Vạch thủy ngân nó cao ngang bằng với vạch bao nhiêu độ? À, cao ngang bằng với vạch 40 độ. Như vậy là 40 độ C. Rồi sang nhiệt kế thứ ba. Vạch thủy ngân nó cao ngang bằng với vạch bao nhiêu độ? Vạch này là 10 độ này. Ở giữa là 15 này. Đếm thêm 1 là 16 này. Như vậy là 16 độ C. Sang phần thực hành 2. Các em đo nhiệt độ trong phòng học, ngoài phòng học, rồi viết nhiệt độ vào chỗ chấm. Rồi phần này thì thầy cô sẽ hướng dẫn các em thực hành ở trên lớp. Các em có dụng cụ thì các em mới đo được. Trong phòng học là bao nhiêu độ C thì các em điền vào đây. Ngoài phòng học là bao nhiêu độ C thì các em điền vào đây. Thầy giáo ví dụ là trong phòng học là 28 độ C, ngoài phòng học là 34 độ C chẳng hạn. Rồi bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.